Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc. Tập 20. Chương 191, Thôn Kim Nghĩ. Hành trình lúc ở Quỷ Uyên, hắn đổi được 2 bình dưỡng thần đan. Sau khi sử dụng toàn bộ, thần thức tăng trưởng không ít. Hiện tại hắn có thể cùng lúc điều khiển 7 con khôi lỗi thú, thực lực tăng mạnh. Xác suất thành công khi luyện chế hạ phẩm pháp khí của hắn được đề cao không ít. Lấy trình độ luyện khí của hắn hiện tại, luyện chế thượng phẩm pháp khí vẫn có những khó khăn nhất định. Bích âm khoáng thạch vẫn nằm phủ bụi trong túi trữ vật của hắn. Vương Trường Sinh thu hồi hổ hình khôi lỗi, đi tới góc mật thất. Một góc của mật thất chất đống rối gỗ bị điêu khắc hư, có một ít con kiến màu vàng ở trên đó đến đến đi đi. Con kiến màu vàng là linh trùng thôn Kim Nghĩ, Vương Trường Sinh có được ở Ngọc Điền Pháp Hội. Trùng này thích ăn kim loại, khôi lỗi thú vương gia bán ra đều dùng linh mộc luyện chế. Luyện chế hư rồi thì không thể dùng để luyện khí tiếp được, tương đương với một đống phế thải. Vương Trường Sinh mang những tài liệu hư này, toàn bộ dùng để nuôi nấng thôn Kim Nghĩ. 2 con thôn Kim Nghĩ, một đực một cái. Trừ bỏ cho tụi nó ăn nguyên liệu luyện khí, Vương Trường Sinh còn cho chúng nó ăn nhất giai linh cốc. Chúng nó thứ gì cũng không cự tuyệt, toàn bộ đều ăn vào bụng. Hiện tại đã là nhất giai trung phẩm, còn có hơn 100 con nhất giai hạ phẩm kiến thợ. Vương Trường Sinh lấy ra một nắm linh mễ màu xanh, chiếu vào trên mặt rối gỗ. Rất nhanh, lượng lớn thôn Kim Nghĩ từ trong rối gỗ vọt ra, mang linh mễ trở về xào huyệt. Chít chít, tiếng kêu phát ra từ túi linh thú bên hông của Vương Trường Sinh, túi linh thú xuất hiện một trận sao động. Vương Trường Sinh cười khẽ, vỗ lên túi linh thú. Song đồng thử thò đầu ra từ túi linh thú, cái mũi ngửi nhẹ vài cái. Nó chui ra khỏi túi linh thú, đi đến trên vai Vương Trường Sinh. Song đồng thử đã là nhất giai thượng phẩm, thân thể tròn vo, tai to mặt phệ. Vương Trường Sinh lấy ra một quả thực màu xanh lớn bằng trứng chim, đút cho song đồng thử. Nó ăn xong quả thực màu xanh mới chịu chui trở về túi linh thú. Vương Trường Sinh thu hồi hổ hình khôi lỗi, cất bước đi ra ngoài. Không qua bao lâu, hắn xuất hiện bên trong một mảnh sân u tĩnh. Vương Minh Mai và Vương Minh Trung đang ở trong này luyện chế khôi lỗi thú. Trải qua vô số lần luyện tập và sự chỉ dạy của Vương Trường Sinh, Vương Minh Mai đã có thể luyện chế ra nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú, xác suất thành công có 7 phần. Vương Minh Trung cũng có thể luyện chế ra nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú, nhưng xác suất thành công có vẻ thấp. Hắn chủ yếu phụ trách luyện chế nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú. Dưới sự cổ vũ của Vương Trường Sinh, Vương Trường Bân lần nữa tin tưởng vào bản thân. Trải qua vô số lần luyện tập, xác suất thành công khi luyện chế nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú đã lên tới 6 phần. Ngoài 3 người bọn họ, trong tộc còn lựa ra nhiều tộc nhân để bồi dưỡng. Trải qua tầng tầng lớp, lớp tuyển chọn, Vương Trường Hào và Vương Trường Bình trổ hết tài năng thành công được chọn. Hiện tại đang đi theo Vương Trường Bân làm trợ thủ, luyện chế ra được khôi lỗi thú chỉ là vấn đề thời gian. Vương Trường Sinh xem xét quá trình bọn họ luyện chế khôi lỗi thú, nhiệt tình hướng dẫn. Đặc biệt là Vương Trường Hào và Vương Trường Bân, được Vương Trường Sinh giảng giải rất chi tiết, đích thân động thủ làm mẫu. 2 canh giờ sau, Vương Trường Sinh đi vào một tòa viện rộng mở. Trong viện có 3 gian nhà đá đơn sơ, oanh đùng một tiếng nổ truyền đến từ trong một gian nhà đá. Kẹt, cửa phòng được đánh mở. Lý Khải Văn đi ra từ trong đó, mặt xám mày cho, vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Vương Trường Sinh nhìn Lý Khải Văn mỉm cười rồi nói, tỷ phu, ngươi không sao chứ? Trải qua chuyện bị tập kích, hảo cảm của Vương Trường Vũ đối với Lý Khải Văn tăng lên nhiều. Hai người qua lại càng thêm thường xuyên. Vương Minh Viễn điều tra chi tiết Lý Khải Văn, xác nhận không có vấn đề gì. Sau đó phái người tiếp xúc với Lý Khải Văn, hỏi hắn có nguyện ý ở rể tại gia tộc hay không. Lúc đầu Lý Khải Văn 10 phần kháng cự, nói là muốn bảo tồn huyết mạch của gia tộc, không muốn ở rể. Vương Trường Vũ không ngừng khuyên bảo, lúc này Lý Khải Văn mới đồng ý ở rể. Nhưng hắn có một yêu cầu, đứa con đầu lòng của bọn họ, mặc kệ là nam hay nữ phải mang họ Lý. Lý Khải Văn tính tình quật cường, bởi vì sự việc này mà suýt chút nữa cùng Vương Trường Vũ nhất đao lưỡng đoạn. Vương Minh Viễn vốn không định đáp ứng, nhưng Vương Diệu Tông đồng ý rồi. Chỉ cần đứa nhỏ này từ nhỏ lớn lên ở Vương gia, họ Lý thì có sao. Trình độc chế phù của Lý Khải Văn cao hơn Vương Trường Vũ, có thể bù lại phương diện này của Vương gia. Lai lịch hắn trong sạch, làm người lại thành thật.
Bởi vì những điều này Vương Diệu Tông mới chịu đáp ứng yêu cầu của Lý Khải Văn. Tuy tư chất của Lý Khải Văn không tốt, nhưng tổ tiên lại xuất thân từ Tử Tiêu Môn. Bản thân hắn cũng say mê phù triện thuật, cũng vì phù triện thuật hắn mới quen biết với Vương Trường Vũ. Trước kia không đủ linh thạch để mua phù chỉ luyện tập. Sau khi ở rể, Vương gia cung cấp cho Lý Khải Văn lượng lớn phù chỉ, để cho Lý Khải Văn thoải mái luyện tập. Hắn tiến bộ rất nhanh, xác suất vẽ thành công nhất giai thượng phẩm phù triện là 5 phần trở lên. Hiện tại Vương gia có 4 chế phù sư, Lý Khải Văn có trình độ cao nhất. Mỗi tháng Lý Khải Văn đều có thể vẽ ra mấy tấm nhất giai thượng phẩm phù triện. Con đầu lòng của Vương Trường Vũ là nữ, gọi là Lý Nguyệt Hoa. Lý Khải Văn rất yêu thích nữ nhi này, Vương Trường Vũ hiện tại đã mang thai đứa thứ hai. Vương gia tuân thủ lời hứa, lúc này Lý Khải Văn mới đem tâm đắc chế phù mà tổ tiên truyền lại ra. Giao cho Vương Minh Viễn, cũng dốc lòng dạy hậu bối Vương gia vẽ phù triện. Lý Khải Văn làm người thành thật, chỉ là có phần cố chấp. Chuyện gì hắn đã nhận, định, tuyệt đối không sửa đổi. Lý Khải Văn lắc lắc đầu nói, ta không sao, cửu đệ, ngươi đến tìm Vũ muội sao? Nàng vừa mới rời khỏi chế phù viện, vừa hay ta cũng phải về nhà ăn cơm, đi, cùng ta ăn bữa cơm đi. Không cần, tỷ phu, ta chỉ là tùy tiện đi nhìn một chút. Ta còn có việc, lần sau đi. Vậy được rồi, ngươi cứ tự nhiên. Đúng rồi, ngươi nhớ nói Tam Thúc đưa phù huyết qua đây, ta đi về ăn cơm trước. Bốn chế phù sư, trừ Vương Diệu Trấn, Vương Trường Vũ, Lý Khải Văn thì còn có Vương Minh Hạo. Vương Trường Sinh đi vào nhà đá của Lý Khải Văn, phát hiện trên mặt đất có một mảng gồ ghề. Trên bàn bày ra một ít nguyên liệu chế phù. Chương 192, Đại hình đấu giá hội. Nghe Vương Minh Viễn nói, gần đây Lý Khải Văn đang luyện chế một phù triện đặc thù nào đó. Cũng không biết nó sẽ được luyện chế thành công hay không. Vương Minh Viễn cũng không biết Lý Khải Văn muốn luyện chế phù triện đặc thù gì. Nhưng Lý Khải Văn muốn nguyên liệu chế phù, Vương Minh Viễn đều đáp ứng giao đến cho hắn. Vương Trường Sinh ở trong phòng dạo qua một vòng, nhìn không ra Lý Khải Văn đang giở trò gì, đành rời khỏi. Hắn đi vào thư phòng Vương Minh Viễn xử lý tộc vụ. Trên bàn Vương Minh Viễn chất đầy thư, hắn vừa ăn cơm, vừa đọc nội dung bên trong thư. Từ khi có Hữu Hiền Tương, mỗi tháng đều có lượng lớn thư đặt trên bàn của Vương Minh Viễn. Những ý kiến đóng góp này đa phần đều không thể dùng, nhưng cũng có một ít đề nghị không tồi. Quan trọng nhất là sự tồn tại của Hữu Hiền Tương làm cho rất nhiều tộc nhân nhiệt tình hẳn lên. Cha, ăn xong lại xem, cũng không chậm trễ việc được. Vương Minh Viễn gật gật đầu, buông xuống bát đũa rồi nói, Sinh Hy, Trường Phong bọn họ truyền tin về. Bảo là qua mấy tháng nữa Bạch Long Cốc sẽ tổ chức đại hình đấu giá hội, quy mô lớn hơn cả Ngọc Điền Pháp hội. Nghe nói có cả tu sĩ Kim Đan Kỳ tham gia. Những hội đấu giá quy mô như thế này 10 phần hiếm gặp, con có muốn tham gia hay không? Biết đâu sẽ có linh thủy thiên địa xuất hiện. Trước khi Vương Trường Sinh từ Quỷ Uyên trở về, Vương Diệu Tông đã bảo Vương Minh Viễn phái một nhóm tộc nhân tới Bạch Long Cốc Ngụy Quốc. Trải qua 3 năm phát triển, Vương gia đã vững vàng gót chân ở Bạch Long Cốc. Mở một tửu lâu, bộ phận tộc nhân khác lẫn vào các cửa hàng làm điếm tiểu nhị. Âm thầm tìm hiểu tin tức của Vương Trường Tuyết. Đại hình đấu giá hội, nhị bá công có đi không? Ta cũng đã nói với nhị bá, hắn nói trong tộc không thể không có người trấn thủ, để con đi là được rồi. Cẩn thận mà nghĩ, chính con đi là đủ, đến Bạch Long Cốc, Trường Phong sẽ tiếp ứng con. Vương Trường Sinh gật gật đầu rồi nói, vâng, tối nay con sẽ lên đường đi Bạch Long Cốc. Hắn hiện tại có thể khống chế cùng lúc 7 con nhị giai khôi lỗi thú, thực lực cường đại, cũng không lo lắng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Mang theo tu sĩ luyện khí kỳ đi, ngược lại sẽ chỉ làm liên, lụy. 3 năm trước đây, Vương, Hoàng, Trần, 3 nhà đều có tộc nhân bị công kích. Vương Trường Vũ may mắn thoát một kiếp, nhưng hung phạm phía sau màn giống như một khối đá lớn đặt trên người tu sĩ Vương gia. Tộc nhân Vương gia ra ngoài, không thể không kết bạn cùng đi. Vương Trường Sinh đã là trúc cơ tầng 3, hơn nữa còn có khôi lỗi thú hiệp trợ. Vương Minh Viễn cũng không lo lắng Vương Trường Sinh sẽ gặp nguy hiểm. Biết được Vương Trường Sinh sắp phải đi đến Bạch Long Cốc Ngụy Quốc, Liễu Thanh Nhi không ngừng dặn dò Vương Trường Sinh nhớ chú ý an toàn. Vương Trường Nguyệt chỉ hy vọng Vương Trường Sinh sẽ đem điểm tâm ngon trở về. Nàng rất có hứng thú với trận pháp, hiện tại đi theo Vương Diệu Trấn học tập trận pháp. Cùng người nhà dùng xong cơm tối,
Vương Trường Sinh thừa dịp bóng đêm rời khỏi Thanh Liên Sơn. Thanh Vân Lâu là tửu lâu mới mở của Bạch Long Cốc, trưởng quầy là Vương Trường Tinh. Ngoài Vương Trường Tinh ra, từ điếm tiểu nhị đến đầu bếp đều là người địa phương Ngụy Quốc. Theo lý thuyết, hắn nên mở luyện khí điếm hoặc khôi lỗi điếm mới phải. Nhưng khôi lỗi thú vương gia luyện chế ra không nhiều, lặn lội đường xa vận chuyển đến Bạch Long Cốc bán sẽ không có bao nhiêu lợi nhuận. Xét thấy tình huống đặc thù của Ngụy Quốc, Vương Minh Viễn để cho Vương Trường Tinh làm trưởng quầy. Vương Trường Tinh từ rất trẻ đã ra ngoài làm việc, làm người khéo đưa đẩy, lại có kinh nghiệm làm việc ở tửu lâu. Chức vụ trưởng quầy này hắn làm rất thuận buồm xuôi gió. Vì để thuận tiện ẩn giấu thân phận, Vương Trường Tinh không dùng người trong nhà, mà bỏ số tiền cao mời về vài vị linh đầu bếp, bản thân hắn lại nghiên cứu ra một ít món ăn mới. Hơn nữa vì kinh sợ Vương Trường Phong, Thanh Vân Lâu mới có thể chậm rãi đứng vững gót chân. Buổi trưa, vừa đúng thời gian dùng bữa, Thanh Vân Lâu không còn chỗ ngồi, làm ăn rất tốt. Lý Đạo Hữu đã lâu không thấy. Bên trong, mời vào bên trong, còn giữ lại một bàn cho ngài đó. Tiết lão bản đi thong thả, lần sau lại đến. Vương Trường Tinh đứng trước cửa hàng, nhiệt tình chiêu đãi khách nhân vào điếm. Đột nhiên, một thanh niên áo lam đi tới, mỉm cười nói với Vương Trường Tinh, Vương trưởng quầy, nhã gian mà ta đặt không có để cho người khác rồi chứ. Nhìn thấy thanh niên áo lam, ý cười trên mặt Vương Trường Tinh ngày càng sâu, đáp lời, không có không có, mời tiền bối vào bên trong. Thanh niên áo lam đương nhiên là Vương Trường Sinh. Vương Trường Tinh dẫn Vương Trường Sinh lên một nhã gian ở tầng 3. Sau khi đóng cửa phòng, hắn lập tức khởi động cách âm tận trong phòng. Tam ca, có tin tức gì của nhị tỷ không? Vương Trường Tinh lắc đầu, giận dữ nói, không có, 3 năm này, ta và đại ca luôn âm thầm hỏi thăm tin tức của nhị tỷ nhưng không có tiến triển gì. Nhị tỷ giống như đột nhiên bốc hơi vậy, nàng hầu như không có bằng hữu. Việc nàng mất tích cũng không làm cho người khác để tâm. Vương Trường Sinh có chút thất vọng, quên đi, không nói chuyện này nữa. Đại ca thì sao? Đại ca luôn luôn tu luyện trong phường thị, hắn kết giao với một ít tiền bối trúc cơ kỳ. Tiếc là cũng không có tiến triển gì. Cửu đệ, ngươi trước tiên cứ nghỉ ngơi cho tốt. Muộn một chút, ta dẫn ngươi đi gặp đại ca. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lên tiếng đáp ứng. Hắn hỏi một chút tình huống của Thanh Vân Lâu. Biết được Thanh Vân Lâu đang không ngừng phát triển, Vương Trường Sinh 10 phần cao hứng, tán dương, tam ca, đúng là chỉ có ngươi có biện pháp. Đổi lại là người khác, chắc chắn không thể làm tốt được như ngươi. Hắc hắc, ta không có tư chất như ngươi và đại ca. Cũng chỉ có chút kinh nghiệm trong việc đối nhân xử thế. Ngươi từ Thanh Liên Sơn tới Bạch Long Cốc chắc cũng mệt rồi. Ngươi ngồi một lát đi, ta đi thúc giục phòng bếp. Bảo bọn họ làm cho ngươi một bàn đồ ăn ngon. Ăn uống no đủ, Vương Trường Tinh sắp xếp chỗ ở cho Vương Trường Sinh. Vào lúc ban đêm, Vương Trường Sinh ở một tiểu viện yên ắng gặp được Vương Trường Phong. Vì ẩn giấu thân phận, Vương Trường Phong nói với bên ngoài là mình họ Lý. Vài năm không gặp, khí tức của Vương Trường Phong cường đại không ít. Đã là trúc cơ tầng 1 đỉnh phong, khoảng cách với tầng 2 không còn xa. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Trường Phong rất cao hứng. Huynh đệ 3 người uống rượu nói chuyện phiếm, Vương Trường Sinh kể lại tình hình trong tộc. Vương Trường Phong cũng nói một lần những chuyện vài năm nay bọn họ gặp được. Các bạn đang nghe chuyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 193, tin tức. Vương Trường Sinh nhíu mày rồi nói, đại ca, các ngươi ngây người ở nơi này 3 năm. Chẳng lẽ không có chút manh mối nào sao? Ngay cả người hiểm nghi cũng không thể nào xác định. Vương Trường Phong do dự một lát, giận dữ nói, cũng không thể nói là không có manh mối gì. Lúc đó nhị muội đảm nhiệm chức vụ ở Bách Linh Lâu lại đột nhiên biến mất. Ngươi ở Bách Linh Lâu vừa hỏi đến đã không ngừng nói không biết. Thực cổ quái, nhị muội làm người ngươi cũng rõ ràng, nàng không có khả năng sẽ đắc tội với thế lực lớn. Sau lưng Bách Linh Lâu là Bách Linh Môn có hiểm nghi rất lớn. Nhưng đây chỉ là chúng ta đoán, không có chứng cứ chỉ về Bách Linh Môn. Bách Linh Môn là một trong 5 tông môn tại Ngụy Quốc. Thực lực cường đại, chúng ta không thể trêu vào. Bách Linh Môn, bọn họ bắt nhị tỷ về làm gì? Nhị tỷ không phải là làm việc cho Bách Linh Lâu sao? Nếu phạm sai lầm, nên phạt thì phạt, nên sa thải thì sa thải mới đúng. Điều này chúng ta cũng không rõ ràng lắm.
nhưng một tháng trước có người đưa cho ta một phong thư, là nhị muội tự tay viết. Vương Trường Phong lấy ra một bức thư, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đảo mắt qua, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Trên bức thư chỉ viết một hàng chữ nhỏ, nhị bá công, cha, tam thúc, con tất cả đều tốt. Rời ra tứ tông đại tống, xem bút tích, đúng thật là do nhị tỷ viết. Nàng bảo chúng ta không cần quá thân cận với tứ tông đại tống, nhưng lại không nói lý do. Thực sự là kỳ quái. Mưa gió sắp đến, nhị muội chắc là đang muốn cảnh báo cho chúng ta biết. Ta đã hỏi thăm qua, ngũ tông Ngụy Quốc là lần đầu tiên tổ chức hội đấu giá có quy mô lớn như vậy. Trước kia hội đấu giá đều không có quy mô lớn như thế này, hấp dẫn người tu tiên từ nhiều nước tới tham gia. Ngoài ra, ngũ tông Ngụy Quốc mấy năm nay không ngừng thu đồ đệ. Sợ là ngày Thái Bình không còn mấy năm, Vương Trường Phong ý vị thâm trường nói. Hắc hắc, nhị tỷ đã cảnh báo cho chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng trước. Tranh thủ đem tổn thất giảm đến mức thấp nhất mới được. Vương Trường Sinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nếu Vương Trường Tuyết còn sống, phong thư này lại là do nàng tự tay viết. Vương gia nên chuẩn bị sẵn sàng, đem tổn thất giảm thiểu đến mức thấp nhất. Vương Trường Sinh đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghi hoặc hỏi, đại ca, tam ca, ta không rõ ràng là Bách Linh Môn vì cái gì lại khống chế nhị tỷ. Vương gia chúng ta chỉ là một tiểu gia tộc, có thể làm được chuyện gì chứ? Còn nữa, nếu nhị tỷ đã bị khống chế, sao có thể truyền tin cho chúng ta? Chỉ sợ đây là Bách Linh Môn bày mưu tính kế để nhị tỷ viết, Bách Linh Môn muốn cái gì? Sẽ không phải là ngươi phân tích sai rồi, nhị tỷ không bị Bách Linh Môn khống chế, mà là có người khác ra tay không? Vấn đề này, ta cũng nghĩ không ra lý do. Có lẽ nhị muội bị thế lực khác khống chế. Nhưng chữ viết này chắc chắn là của nhị muội, cái này không sai được. Về phần bắt trước, hẳn là sẽ không có người bắt trước bút tích của nhị muội, không đáng. Chúng ta cùng tứ tông đại tống cũng không thân cận. Trong tộc chúng ta cũng chỉ có 3 tu sĩ trúc cơ, có thể có đồ gì tốt đâu chứ. Trong mắt Vương Trường Tinh vừa chuyển, suy đoán, đại ca, cửu đệ, các ngươi nói nhị tỷ có khi nào bị Lâm gia khống chế không? Cố ý ly gián quan hệ giữa chúng ta cùng tứ tông đại tống. Đến lúc đó đội cho chúng ta một cái mũ, mượn tay Tử Tiêu Môn trừ bỏ chúng ta. Không có khả năng. Cho dù nhị tỷ bị Lâm gia khống chế, nàng cũng sẽ không viết loại thư tín này cho chúng ta. Hơn nữa, khoảng cách giữa Bạch Long Cốc và Ninh Châu xa xôi, Lâm gia sao có thể biết được nhị tỷ ở Bạch Long Cốc? Người trong tộc biết nhị tỷ ở Bạch Long Cốc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, bọn họ sẽ không phản bội gia tộc. Tuy chúng ta làm việc đã cực kỳ bí ẩn, nhưng đối phương vẫn có thể sờ tới cửa. Lâm gia không có thực lực này, cũng không đáng để làm như vậy. Chúng ta và Lâm gia không có xung đột lợi ích trực tiếp, ta càng nghiêng về Bách Linh Môn hơn. Vương Trường Phong lắc lắc đầu, quên đi, không nói chuyện này nữa. Là phúc không phải họa, đã là họa thì không tránh khỏi. Hiện tại chúng ta bắt đầu tích tụ lực lượng sẽ không sai. Cửu đệ, ngươi tới Bạch Long Cốc vì tham gia hội đấu giá phải không? Hội đấu giá còn hơn nửa tháng nữa mới mở. Ta có kết giao với vài vị đạo hữu, qua vài ngày nữa bọn họ sẽ mở một cuộc hội họp để trao đổi quy mô nhỏ. Ngươi muốn tham gia hay không? Đại hình đấu giá hội sẽ hấp dẫn lượng lớn người tu tiên tham gia. Trước khi hội đấu giá diễn ra, một ít tu sĩ sẽ tổ chức một hội trao đổi nhỏ, cũng thuận tiện mở rộng nhân mạch, đây là lệ thường. Tài lữ pháp địa, lữ không phải chỉ là chỉ song tu đạo lữ, còn là chỉ thân bằng bạn hữu và trưởng bối sư môn. Vương Trường Sinh sảng khoái đáp ứng, ba huynh đệ tiếp tục ăn cơm nói chuyện phiếm. Vương Trường Tinh hỏi thăm một chút tình hình của Vương Thanh Trạch. Vương Trường Sinh đã sớm dự đoán được Vương Trường Tinh sẽ hỏi điều này. Đã sớm hỏi thăm rõ ràng tình hình của Vương Thanh Trạch, chi tiết trả lời. Vương Thanh Trạch đã là luyện khí tầng 3, cần cù tu luyện. Hơn một canh giờ sau, Vương Trường Tinh đứng dậy cáo từ. Vương Trường Sinh ở lại chỗ ở của Vương Trường Phong. Một gian mật thất, ba nam một nữ đang thương nghị điều gì đó. Từ linh khí cường đại phát ra trên người bốn người, hiển nhiên đều là kim đan tu sĩ. Lý đạo hữu, hội nghị quan trọng như vậy, sao Quảng đạo hữu lại có thể không tới? Một nho sinh thanh sam, mặt chữ quốc nhíu mày nói. Một lão giả tướng kim bào tướng mạo hòa ái mỉm cười, giải thích, Quảng đạo hữu phái người báo lại. Hắn đang tu luyện đến điểm mấu chốt, sắp đột phá, có thể sẽ không dễ dàng lộ diện. Cứ dựa theo phía trước chúng ta đã bần mà làm. Tình hình cụ thể chi tiết hắn sẽ không can thiệp,
sắp đột phá. Quảng đạo hữu phúc khí thật tốt. Một thiếu phụ thân hình đẫy đà có chút hâm mộ, nàng mỉm cười, quên đi, cho dù hắn tới hay không cũng vậy. Dù sao Ninh Châu và Vân Châu diện tích không lớn, du thủy cũng không nhiều, dân cư cũng vậy. Có thể lấy được Tống Quốc hay không, chắc hắn cũng chẳng để tâm đâu. Một người nam trung niên tướng mạo khôn khéo không cho là đúng, cười nói, Bách Linh Môn là tông môn kém cỏi nhất trong ngũ tông Ngụy Quốc. Quảng Ban Tử cũng tự mình hiểu được, Đại Tống có 9 châu. Hắn tuy là chỉ muốn 2 châu, nhưng Ninh Châu và Vân Châu du thủy ít hơn, dân cư cũng không nhiều. Nếu không chúng ta cũng sẽ không tặng cho hắn. Chương 194, Phương Mộc 1. Chờ nắm được Tống Quốc trong tay lại nói, hiện nay nói lời này vẫn còn hơi sớm. Hắc hắc, việc này là Thái Nhất Tiên Môn bảo chúng ta làm. Thái Nhất Tiên Môn là một trong 7 đại tông môn tại Đông Hoang. Có Thái Nhất Tông Môn làm chỗ dựa, chúng ta sợ cái gì? Hơn nữa, ngũ tông Ngụy Quốc chúng ta là thế lực phụ thuộc Thái Nhất Tiên Môn. Chẳng lẽ chúng ta có thể cự tuyệt mệnh lệnh của Thái Nhất Tiên Môn sao? Dù sao ta cũng không dám. Nho sinh Thanh Sam nói xong lời cuối cùng, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần thần sắc sợ hãi. Điều này cũng đúng, nhưng mấy năm nay chúng ta không ngừng thu đồ đệ. Triều Bình, mãi mãi như vậy, tứ tông Tống Quốc không có khả năng không phát hiện ta. Muốn lấy được Tống Quốc, chỉ sợ chúng ta cũng phải trả một cái giá rất lớn. Sợ là tứ tông Tống Quốc không chịu đi vào khuôn khổ, muốn cùng chúng ta huyết chiến đến cùng. Cho dù có thể lấy được Tống Quốc, tổn thất quá lớn như vậy cũng không tốt. Hắc hắc, Tôn đạo hữu không cần lo lắng nhiều. Chỉ cần kim đan tu sĩ của tứ tông Tống Quốc đến tham gia hội đấu giá lần này, ít nhất cũng thiếu một vị tu sĩ kim đan kỳ. Đến lúc đó nếu bọn họ không giơ tay chịu trói, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Nếu không phải Thái Nhất Tiên Môn hạ lệnh, tận lực không giết tu sĩ kim đan, chúng ta cần gì phải nhiều năm bày kế như vậy, đã sớm xâm nhập được Tống Quốc rồi. Còn không phải là vì phòng bị yêu tộc sao? Tu sĩ kim đan là lực lượng chủ yếu đối kháng yêu tộc. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng chỉ là nhân tộc. Tranh chấp có chừng mực. Không nói điều này nữa, đến thảo luận một chút. Làm thế nào để cho tu sĩ kim đan kỳ của Tống Quốc cam tâm tình nguyện trùng kế? Bốn người thảo luận hơn một canh giờ, lúc này mới tan cuộc. Mấy ngày kế tiếp, Vương Trường Phong mang theo Vương Trường Sinh du ngoạn ở Bạch Long Cốc. Giới thiệu đồng đạo với Vương Trường Sinh, Vương Trường Phong bên ngoài gọi là Lý Trường Phong, là đại trưởng quỹ Thanh Vân Lâu. Vương Trường Sinh đổi lại thành Lý Trường Tinh, là Thanh Vân Lâu nhị trưởng quầy. Ở đây 3 năm, Vương Trường Phong kết giao với không ít đồng đạo, xử sự với người ngoài có chút lão luyện. 3 ngày sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong xuất hiện ở tầng 3 Thanh Vân Lâu. Lần này địa điểm tổ chức hội trao đổi ngay tại Thanh Vân Lâu. Trúc cơ tu sĩ lục tục đi lên lầu 3, có hơn mười mấy người. Lý đạo hữu, mọi người đến đông đủ chưa? Nếu đến đủ rồi thì chúng ta mau chóng bắt đầu đi. Một người nam trung niên mày rậm mắt to lên tiếng thúc giục. Người nam trung niên họ Triệu tên Cát. Người cũng như tên, người này tính tình nôn nóng, làm chuyện gì cũng vội vã. Ăn cơm cũng không ngoại lệ, luôn giống như có đại sự cần phải làm. Vương Trường Phong mỉm cười nói, Triệu đạo hữu ngồi thêm một lát. Phương đạo hữu còn chưa tới, chờ Phương đạo hữu đến là chúng ta có thể bắt đầu. Ồ, Phương đạo hữu đến rồi. Nghe xong lời này, mọi người đều nhìn về hướng cầu thang. Chỉ nhìn thấy một bạch y thư sinh tướng mạo nho nhã đang đi lên. Ở bên người hắn có một cô gái váy tím đi theo, Uông Như Yên. Sao nàng lại đến đây? Vương Trường Sinh nhìn thấy cô gái váy tím, có chút kinh ngạc. Lần trước ở Ngọc Điền Pháp Hội, hắn ở hội trao đổi nhìn thấy Uông Như Yên. Hiện tại ở hội trao đổi ở Bạch Long Cốc, lại gặp được Uông Như Yên. Cũng quá trùng hợp rồi. Trên mặt Vương Trường Phong lộ ra chút tươi cười thành khẩn, cất lời, Phương đạo hữu, ngươi đã đến rồi, vị tiên tử này là tiểu muội Uông Như Yên, ra mắt các vị đạo hữu. Uông Như Yên tự giới thiệu, ánh mắt của nàng chuyển lên trên người Vương Trường Sinh, cười nói, Vương đạo hữu cũng ở chỗ này, thật là trùng hợp à. 3 năm không gặp, Uông Như Yên vẫn dừng lại ở trúc cơ tầng 2 như cũ. Vương Trường Sinh vài năm đã tiến giai lên một tầng, tốc độ tu luyện đã tính là nhanh. Ngoài việc có linh thủy phụ trợ, phẩm giai của quỳ thủy chân kinh cũng là một điểm rất quan trọng. Uông Như Yên là tộc nhân trung tâm của Uông gia, đạt được tài nguyên tu luyện không khó. Nhưng công pháp nàng tu luyện không phải là đặc biệt tốt,
nếu không đã sớm tiến vào trúc cơ tầng 3. Vương Trường Sinh mỉm cười với Uông Như Yên, bắt chuyện: "Uông tiên tử, đã lâu không gặp." 3 năm này, hắn luôn ở tại Thanh Liên Sơn tu luyện. Uông gia trực tiếp phái người đưa tài liệu đến Vương gia. Uông gia phái một trúc cơ tu sĩ tới tiếp nhận nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. "Uông tiên tử, các ngươi quen biết nhau sao?" Bạch Y thư sinh nhìn Uông Như Yên, nghi hoặc hỏi. Uông Như Yên gật đầu, cười nói: "Ừm, Vương đạo hữu và Vương đạo hữu đều là bằng hữu của tiểu muội." Tốt rồi, vậy lời khách sáo không cần phải nói. Lý đạo hữu, Phương đạo hữu cũng đã đến rồi, chúng ta mau bắt đầu đi." Triệu Cát có chút không kiên nhẫn thúc giục: "Người đã đến đủ, vậy bắt đầu thôi. Việc trao đổi là do Lý Mỗ khởi xướng, vậy Lý Mỗ lên trước vậy." Vương Trường Phong nói xong, lấy ra một cái hộp gỗ và một khối gỗ dài một thước màu xanh biếc. Khối gỗ tản mát ra một mùi thơm lạ lùng. Trong hộp gỗ chứa một ít thanh sắc tế sa, rõ ràng là nguyên liệu luyện khí. Một hộp nguyên liệu luyện khí nhị giai trung phẩm thanh vân sa, một khối linh mộc 200 năm. Hai cái này đổi lấy nguyên liệu luyện khí thuộc tính hỏa. Vương Trường Phong tuy đã trúc cơ, nhưng trên người chỉ có một món hạ phẩm pháp khí. Trong Bạch Vân Cốc không hề thiếu pháp khí điếm, nhưng giá cả có vẻ đắt. Vương Trường Phong muốn tìm nguyên liệu để Vương Trường Sinh giúp hắn luyện chế pháp khí, tiết kiệm một ít linh thạch. Nguyên liệu thuộc tính hỏa. "Ta vừa hay có một khối kiền hỏa thạch, không biết ý Lý đạo hữu thế nào?" Bạch Y thư sinh lấy ra một khối khoáng thạch màu đỏ lớn bằng nắm tay, đặt lên trên mặt bàn. Khoáng thạch màu đỏ tản mát ra một trận nóng cháy, mặt ngoài bao phủ một tầng hồng quang. "Kiền hỏa thạch, thành giao." Sắc mặt Vương Trường Phong lộ vẻ vui mừng, sảng khoải đáp ứng. "Một khối tử đồng ngọc, còn có một khối kê huyết mộc 200 năm. Đổi nguyên liệu luyện khí thuộc tính kim." Lại một vị tu sĩ đi lên, lấy ra vật phẩm trao đổi. Bọn họ lấy ra đủ loại tài liệu, có phù triện, pháp khí, nguyên liệu luyện đan. Nhưng không có thứ gì Vương Trường Sinh cần. Uông Như Yên dùng một khối ngọc kim cương, đổi lấy một cuộn nhị giai trung phẩm băng tàm ti. Triệu Cát đi lên, lấy ra ba món đồ. Một viên yêu đan màu vàng lớn bằng quả chim, một khối linh ngọc màu đỏ lớn bằng nắm tay và một khối tinh thạch màu lam lớn bằng quả dưa hấu. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 195, Phương Mộc 2. Một quả nhị giai hạ phẩm yêu đan của yêu thử, nguyên liệu luyện khí nhị giai, hỏa viêm ngọc và lam mông ngọc. Ba món này đổi lấy một bộ pháp khí đầy đủ. Nếu là hạ phẩm pháp khí, ít nhất phải có 6 món, trung phẩm pháp khí ít nhất có 3 món. Một bộ pháp khí đầy đủ uy lực cường đại, rất được trúc cơ tu sĩ yêu ái. Nhưng luyện chế một bộ pháp khí đầy đủ có độ khó khăn cao. Binh khí điếm tại Bạch Long Cốc có rất ít chỗ bán một bộ pháp khí đầy đủ. Số lượng pháp khí cũng sẽ không nhiều lắm. Chúng tu sĩ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều không có ai đáp lại. Triệu Cát có chút thất vọng, nói: "Không có một bộ pháp khí đầy đủ vậy đổi đồ vật có giá trị ngang nhau. Ba món nguyên liệu cùng đổi." Bạch Y thư sinh đi lên phái trước, lấy ra một hộp gỗ màu đỏ đưa cho Triệu Cát. Triệu Cát mở ra hộp gỗ, đưa mắt nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra thần sắc do dự. Vương Trường Sinh tiến lên hai bước, truyền âm nói: "Triệu đạo hữu, không biết ngươi có hứng thú với nhị giai khôi lỗi thú không? Tại hạ nguyện ý dùng hai nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú đổi. Thiên binh lâu tại Bạch Long Cốc bán khôi lỗi thú, nhưng nhị giai khôi lỗi thú cần đặt trước. Cần mấy tháng mới có thể lấy hàng, cung không đủ cầu." Triệu Cát có chút động tâm, hỏi một chút pháp thuật nhị giai khôi lỗi thú mang. Sau khi hài lòng, đồng ý cùng Vương Trường Sinh trao đổi. Bạch Y thư sinh nhíu mày, thu hồi hộp gỗ, xoay người trở lại chỗ của mình. Uông Như Yên đi đến trước bàn trống, đang định lấy ra đồ để trao đổi. Bỗng từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân trầm nặng. Một thanh niên mặc hắc y tuổi ngoài 20 đi lên. Thanh niên hắc y có khuôn mặt kiên nghị, dáng người cao gầy. Trên quần áo có hoa văn hình khô lâu, là trúc cơ tầng 5. Kỳ quái là, sau lưng hắn đeo một cái quan tài màu đen. Quan tài màu đen dài khoảng 1 trượng, rộng 2 thước, trên quan tài có khắc hoa văn lệ quỷ dữ tợn. "Hội trao đổi, Phương mẫu muốn tham gia, các ngươi không có ý kiến chứ?" Thanh niên hắc sam tuy giọng điệu bình thản, nhưng tràn ngập hương vị không cho cự tuyệt.
trúc cơ tu sĩ ở đây có tu vi cao nhất là Bạch Y Thư Sinh, là trúc cơ tầng 4. Thanh niên hắc sam tuổi không lớn, lại có thể có tu vi trúc cơ tầng 5, khẳng định có lai lịch không đơn giản. Trong mắt Vương Trường Phong chuyển động, chắp hay với thanh niên hắc sam, khách khí hỏi, đương nhiên có thể, tại hạ Lý Trường Phong. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Phương Mộc. Thanh niên hắc sam cất bước đi tới chỗ Uông Như Yên. Đôi mi thanh tú của Uông Như Yên nhẹ nhíu, do dự một lát, lùi sang một bên nhường chỗ. Thanh niên hắc sam từ trong lòng lấy ra một cái túi chữ vật màu đen. Chiếc túi run lên, một đống lớn tài liệu phân tán ở trên mặt bàn. Khoáng thạch, linh dược, phù triện, pháp khí, cái gì cần có đều có. Số lượng nhiều, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi. Tài liệu này chỉ đổi với luyện khí tài liệu thuộc tính âm có giá trị ngang nhau. Phương Mộc lạnh nhạt nói. Tại hạ Phương Tử Hư, xin hỏi Phương đạo hữu, cái hồ lô màu đen kia chứa gì vậy? Thư sinh áo trắng tiến bên hai bước, chỉ vào một cái hồ lô màu đen lớn bằng bàn tay. Từ linh khí mà hồ lô màu đen tản mát ra, chỉ là một món thượng phẩm linh khí. Bên trong là 100 cân ô âm hàn thủy pha loãng. Ô âm hành thủy là linh thủy thiên địa. Thủy này tuy đã pha loãng nhưng vẫn là nguyên liệu luyện khí nhị giai hạ phẩm tốt nhất. Nghe xong lời này, đôi mắt Vương Trường Sinh sáng ngời. Đứng dậy, bước nhanh đi đến nói, Phương đạo hữu, ta có thể kiểm tra một chút không? Tùy ý. Được Phương Mộc đồng ý, Vương Trường Sinh cầm lấy hồ lô màu đen. Hắn cảm giác giống như mình đang cầm lấy một khối hàn băng vậy. Hắn mở ra hồ lô, một cỗ hàn ý lạnh đến thấu xương từ trong đó bay ra. Nhiệt độ xung quanh cũng bị làm chậm lại không ít. Ô âm hàn thủy này còn tốt hơn so với huyền âm linh thủy, lợi dụng thủy này tu luyện quỳ thủy chân sát. Khẳng định hiệu quả sẽ rất tốt. Vương Trường Sinh lấy ra hai hộp gỗ màu đen, đưa cho Phương Mộc. Phương Mộc vừa mở ra liền thấy, bên trong có một viên âm châu lớn bằng quả trứng chim. Đây là hai viên âm châu quỷ tướng, Vương Trường Sinh đánh giá đã có thể đổi được trúc cơ đan. Nên cố ý giữ lại hai viên âm châu quỷ tướng này. Âm châu. Đôi mắt Phương Mộc sáng ngời, cầm lấy âm châu, cẩn thận xem xét. Một lát sau, hắn đem âm châu thả lại hộp gỗ, nói với Vương Trường Sinh, trên người ngươi còn có âm châu như vậy hay không? Ta có thể đổi hết, sẽ không để ngươi chịu thiệt. Không còn nữa, chỉ có hai khối, có đổi không? Đổi, nhưng trên người Phương Mỗ có rất nhiều ô ân hàn thủy, đạo hữu nếu có nguyên liệu thuộc tính âm. Không ngại lấy ra cùng ta trao đổi, ta tuyệt đối sẽ không để cho đạo hữu phải chịu thiệt. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, sắc mặt lộ ra vẻ do dự. Phương Mộc nhìn thấy vẻ mặt của Vương Trường Sinh, không nói hai lời. Từ túi chữ vật lấy ra một cái hồ lô màu đen đưa cho Vương Trường Sinh, trịnh trọng nói, ở đây có 500 cân ô âm hàn thủy. Ít nhất phải 10 âm châu, trừ bỏ luyện khí tài liệu thuộc tính âm, những thứ khác ta đều không cần. Vương Trường Sinh mở hồ lô ra liền thấy một cỗ hãn ý lạnh đến thấu xương tuôn ra. Hồ lô màu đen ở mặt ngoài có mấy chục khắc độ, đại biểu số lượng linh thủy. Hồ lô cấp bậc linh khí nhiều nhất chỉ có thể chứa 500 cân thủy. Đây là thưởng thức tu tiên giới. Vương Trường Sinh do dự một lát, lấy ra hai hộp gỗ màu đen, đưa cho Phương Mộc. Tại Quỷ Uyên Hành, hắn được không ít đồ tốt. Có 3 gốc linh dược, 1 gốc cỏ linh chi 400 năm và 2 gốc hắc sắc tiểu thảo 100 năm. Sau khi trở về Thanh Liên Sơn, hắn tra tất cả điển tịch linh dược, cũng không tìm thấy ghi chép về 3 gốc linh dược này. Phương Mộc vừa mở ra hai cái hộp gỗ, chỉ thấy bên trong có chứa một gốc hắc sắc tiểu thảo dài tầm 1 thước, phiến lá là đường nét, hai mặt không có lông. Hắn cầm lấy một gốc hắc sắc tiểu thảo, lật xem một chút, trong mắt lộ ra thần sắc vui sướng. Ánh mắt Phương Mộc như lửa nóng nhìn Vương Trường Sinh rồi nói, các hạ còn có huyền âm thảo không? Giá cả dễ nói, đã hết, chỉ có 2 gốc. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới có được 2 gốc linh thảo này. 2 gốc linh thảo này gọi là huyền âm thảo sao? Không sai, chỉ có địa phương âm khí dày đặc mới có huyền âm thảo. Ngoại trừ 2 gốc huyền âm thảo này ra, còn có linh dược thuộc tính âm khác hay không? Nguyên liệu luyện khí cũng được. Chương 196, Uông Hoa Sơn. Vương Trường Sinh thẳng thắn lắc đầu, có thể đổi được 600 cân ô âm hàn thủy hắn đã thấy đủ. Luyện khí tài liệu thuộc tính âm, trên người hắn còn không ít. Nhưng của cải không nên lộ rõ, khó tránh làm người khác nhớ thương. Ta có 2 viên âm châu,
muốn đổi một cuộn thanh sắc tàm ti và một khối bích kim linh mộc. Uông Như Yên tiến lên hai bước, lấy ra hai cái hộp gỗ đưa cho Phương Mộc. Phương Mộc vừa mở ra, thấy bên trong có hai viên châu màu đen lớn bằng quả trứng chim. Trong mắt lộ ra vài phần vui sướng, truy hỏi, vị tiên tử này, trên người ngươi có còn nguyên liệu nào khác có thuộc tính âm không? Nguyên liệu luyện khí cũng được. Uông Như Yên lắc lắc đầu, đã hết, chỉ có hai viên âm châu. Phương Mộc có chút thất vọng, quay đầu nhìn về những người khác. Tài liệu những người khác lấy ra cũng không hợp ý Phương Mộc. Tư sĩ có thể cùng hắn trao đổi đếm trên đầu ngón tay. Phương Mỗ sẽ trú tại tụ tiên khách điếm. Nếu ai có linh dược hoặc nguyên liệu luyện khí thuộc tính âm, có thể đến tụ tiên khách điếm tìm ta. Thù lao tuyệt đối sẽ không làm cho các ngươi thất vọng. Phương Mộc thâm ý sâu sắc nhìn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, thu hồi tài liệu rời khỏi. Phương Mộc đi rồi, Uông Như Yên tiến lên phía trước. Lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, một cái bình sứ màu lam và một tấm da thú màu vàng dài 3 thước rộng 2 thước. Trong hộp gỗ là thiết anh sa, đây là nhị giai trung phẩm thuộc tính thổ, trong bình sứ là tinh huyết của nhị giai trung phẩm thử lang. Vô luận là luyện khí hay là luyện đan chế dược, đều là nguyên liệu tốt. Còn đây là da của nhị giai trung phẩm thử lang. Đổi lấy linh mộc ngoài 300 năm hoặc nhị giai tàm ti, nhị giai yêu đan thuộc tính hỏa cũng được. Triệu Cát lấy ra một viên nhị giai trung phẩm yêu đan thuộc tính hỏa, đổi lấy 3 món tài liệu mà Uông Như Yên lấy ra. Đến phiên Vương Trường Sinh, hắn lấy ra 2 thanh phi kiếm màu lam, rồi nói, 2 thanh, phi kiếm này đổi lấy nguyên liệu luyện khí thuộc tính thủy. 2 thanh phi kiếm này là Vương Trường Sinh đoạt được lúc giết một vị tu sĩ trúc cơ. Lai lịch bất chính, hắn không tiện sử dụng trước mặt người khác. Lỡ như bị người khác nhận ra, vậy rất phiền toái. Phương Tử Hư dùng 1 hộp nguyệt gia và 3 khối hàn thiết thạch, đổi lấy 2 thanh phi kiếm. Sau khi hội trao đổi kết thúc, Vương Trường Phong để cho Vương Trường Tinh mang đồ ăn lên. Mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Hơn 1 canh giờ sau, bữa tiệc tàn. Mọi người lục tục rời khỏi, về chỗ ở của mình. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh vội vã lấy ra hồ lô màu đen chứa ô âm hàn thủy. Đánh một đạo pháp quyết lên trên, một chất lỏng lạnh như băng màu đen từ trong đó bay ra. Chất lỏng màu đen tản mát từng trận hàn khí lạnh thấu xương, nhiệt độ xung quanh hạ đi không ít. Vương Trường Sinh vươn ra một ngón tay, dính một chút chất lỏng màu đen. Bên ngoài ngón tay xuất hiện một tầng băng mỏng. Không sai, có 600 cân ô âm hàn thủy này. Không cần tới 3 năm, ta có thể tiến vào trúc cơ tầng 4. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, vẻ mặt vui mừng. Quy thủy chân kinh là chấn tông công pháp của đại môn phái. Chỉ cần có đủ linh vật phù trợ và quy thủy chân sát chậm rãi cải thiện thể chất. Vương Trường Sinh tin tưởng, tốc độ tu luyện của hắn sẽ không chậm hơn tu sĩ song linh căn. Hắn có chút tò mò về Phương Mộc, có thể lấy ra nhiều ô ân hàn thủy như vậy. Phương Mộc tuổi còn trẻ, đã là trúc cơ tầng 5. Hơn nữa rất nhanh đã nhận ra 2 gốc hắc sắc tiểu thảo, cũng có thể nói ra hoàn cảnh sinh trưởng của huyền ân thảo. Sau lưng hắn còn đeo một cái quan tài, trên quần áo có hoa văn khô lâu. Vương Trường Sinh đoán, Phương Mộc hẳn là đệ tử môn phái ma đạo, hơn nữa còn là đệ tử tinh anh. Nghe nói tu sĩ ma đạo thích giết người đoạt bảo. Vương Trường Sinh cảm thấy vẫn nên rời xa Phương Mộc sẽ tốt hơn. Hắn biến đổi pháp quyết, ô âm hàn thủy vọt về phía hắn. Cùng lúc đó, toàn thân hắn phát ra một trận lam quang chói mắt. Ô âm hàn thủy vừa vào trong cơ thể, một cỗ hàn ý lạnh đến thấu xương đánh úp vào Vương Trường Sinh. Hắn không nhịn được lạnh run một cái. Nửa tháng thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Đã đến ngày hội đấu giá mở, địa điểm tổ chức hội đấu giá là tại Bách Bảo Lâu. Trước cửa Bách Bảo Lâu xếp một hàng dài tu sĩ. Muốn tham gia hội đấu giá lần này, phải giao nộp 100 khối linh thạch làm phí vào. Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong sớm đã đến Bách Bảo Lâu, giao nộp linh thạch. Nhận lấy 2 cái lệnh bài đấu giá, thuận lợi tiến vào Bách Bảo Lâu. Bách Bảo Lâu có 3 tầng, đại sảnh đã được dọn dẹp sạch sẽ, dựng lên một đài cao hình tròn. Trên đài ao bày một chiếc ghế xanh biếc. Ở 4 phía của đài cao, bày ra mấy trăm chiếc ghế màu xanh, đều đã có người ngồi. Lệnh bài Vương Trường Sinh cầm có số 227, Vương Trường Phong có số 228. Người tu tiên lục tục tiến vào Bách Bảo Lâu, người tu tiên trong hội trường dần dần nhiều lên. Cửu đệ, nhìn về phía lầu 2, Uông tiên tử của ngươi kìa. Vương Trường Sinh nghe được Vương Trường Phong truyền âm, ngẩng đầu nhìn,
thấy được Uông Như Yên xuất hiện ở lầu 2. Bên người Uông Như Yên có vài tu sĩ Uông gia. Đi ở phía trước là một người nam trung niên có sắc mặt hồng hào, khuôn mặt uy nghiêm. Người nam trung niên mặc mãng bào màu tím, rõ ràng là tu sĩ kim đan. Uông gia chỉ có một kim đan tu sĩ, không cần nghĩ nhiều, người nam trung niên chính là Uông Hoa Sơn. Uông Hoa Sơn, hắn lại có thể tự mình đến đây. Hắc hắc, cửu đệ, không biết cha vợ của ngươi có tới không? Vương Trường Phong cười hắc hắc, truyền âm trêu ghẹo. Đại ca, ngươi không cần nói bậy, bát tự còn chưa có viết đâu. Vương Trường Sinh cười khổ nói. Vương Trường Phong cười khẽ một chút, truyền âm nói, thành sự tại nhân, ngươi không phải đã điều tra tốt rồi sao? Uông tiên tử không có hôn ước, nam lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, ta thấy các ngươi rất có tướng phu thê. Vương thêm ba nét thủy chính là Uông, ngươi tu luyện chính là công pháp hệ thủy. Duyên phận trời định nha. Cửu đệ, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội à. Tu tiên cũng không cần phải cô độc một mình, có song tu đạo lữ giúp đỡ lẫn nhau, tiên đạo cũng sẽ dễ đi hơn một chút. Nếu không phải nhị muội mất tích, ta hẳn là cũng thành ra rồi. Trước khi mẹ ta qua đời, còn không quên nhắc tới hôn sự của ta. Tam thúc tam thẩm cũng đã lớn tuổi, bọn họ đã sớm muốn ôm tôn tử. Điểm này không cần ta nói, ngươi chắc cũng rõ ràng rồi. Ngươi là nam nhân, ngươi không động thủ, chẳng lẽ đợi Uông tiên tử động thủ sao? Vương Trường Phong tận tình khuyên nhủ. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 197, Thú Thổ Chân Sát. Vương Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, đại ca, ngươi nói có đạo lý. Có cơ hội, ta sẽ đến cửa bái phỏng Uông tiên tử, tăng thêm hiểu biết lẫn nhau. Ngươi nói không sai, chữ Vương thêm ba chấm thủy chính là Uông. Có lẽ chúng ta là duyên phận trời định. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, sau khi vang lên ba tiếng chuông trầm nặng, bách bảo môn đóng cửa. Một lão giả áo bào trắng thân hình cao gầy bước lên đài cao, là một tu sĩ trúc cơ tầng 7. Hắn chắp tay với tu sĩ bốn phía, cười nói, hoan nghênh các vị đạo hữu tới tham gia hội đấu giá lần này. Lão phu là Đỗ Triển Nguyên, phụ trách chủ trì hội đấu giá lần này. Giá cao sẽ bán, linh thạch không đủ có thể dùng bảo vật để gán nợ. Cũng như những lần đấu giá khác, không nói nhiều lời nữa. Hiện tại hội đấu giá chính thức bắt đầu. Đỗ Triển Nguyên lấy ra một khối đá cuội màu trắng, đánh một đạo pháp quyết lên trên. Đá cuội xẹt qua một trận hàn quang, chói mắt, hiện ra lượng lớn linh văn. Một thị nữ trẻ tuổi cầm một hộp gỗ dài nửa trượng đi lên. Đỗ Triển Nguyên mở ra hộp gỗ, bên trong là năm thanh đoản kiếm màu lam giống nhau như đúc. Trên chuôi kiếm chó một chút hoa văn vảy cá. Mỗi một đoản kiếm đều là hạ phẩm pháp khí. Một bộ pháp khí đầy đủ ngư lân kiếm, tổng cộng có 5 thanh, mỗi một thanh đều là hạ phẩm pháp khí. Giá quy định 300 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể dưới 50 khối. Thông qua khuếch âm thạch, thanh âm của Đỗ Triển Nguyên truyền khắp hội trường, mọi người đều có thể nghe được rành mạch. Bộ pháp khí đầy đủ này tuy không tính là chân quý, nhưng tham gia hội đấu giá đều là tu sĩ trúc cơ. Không hề thiếu tu sĩ tranh giành. 300, 350, 400. Giá dần dần được đẩy lên, cuối cùng lấy giá 1.700 khối linh thạch, được Triệu Cát mua về. Đỗ Triển Nguyên hiện ra vài phần thần sắc vui mừng, bộ ngư lân kiếm này được bán với giá không tồi. Sau khi bán đi bộ ngư lân kiếm, một thị nữ mang lên một cái khay, trên khay có hai bầu rượu màu xanh tinh mỹ. Đào hoa những lưỡng hồ, đây là nhị giai hạ phẩm linh tử, có tác dụng tinh tiến pháp lực. Giá quy định 300 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể dưới 50 khối. Một kiện lại một kiện bán đấu giá phẩm xuất hiện ở trên đài cao, mỗi một món đều là tinh phẩm. Nhị giai phù triện, nhị giai linh tử, bộ pháp khí. Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong cực kỳ động tâm, nhưng trong túi không có nhiều linh thạch như vậy, cũng chỉ có thể nhìn xem. Hội đấu giá lần này, Vương Trường Sinh mang theo 5 vạn khối linh thạch. Trên người Vương Trường Phong có hơn 1.000 khối linh thạch. Đây là hắn tích góp từng chút mà có. Doanh thu của Thanh Vân Lâu thu vào công khoản, không dễ dàng tham ô. Vương Trường Sinh mang theo nhiều linh thạch như vậy, đương nhiên là vì muốn mua trúc cơ linh vật. Thượng phẩm luyện khí lô Tử Dương Lô. Tử Dương Lô này chỉ dùng Tử Dương Sa, Hỏa Dương Thạch và nhiều loại nhị giai nguyên liệu luyện chế thành. Đối với luyện chế pháp khí, có tác dụng gia tăng khả năng thành công.
giá quy định 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể dưới 100 khối linh thạch. Luyện khí lô Vương Trường Sinh đang sử dụng là trung phẩm pháp khí. Là lô đỉnh tổ tiên Vương Nguyên Cương sử dụng, đã rất cũ nát. Luyện chế luyện khí lô và luyện đan có độ khó cao, Vương Trường Sinh tự biết mình luyện chế không được. Hắn vừa hay đang muốn mua một món luyện khí lô tốt. Tử Dương lô này có thêm tác dụng trong việc luyện khí, vừa hay thích hợp với hắn. Lúc này, Tử Dương lô đã tăng lên tới 1.000 khối linh thạch. 1.200. Vương Trường Sinh trực tiếp tăng thêm 200 khối linh thạch, một tư thế nhất định phải mua được. 1.300. 1.400. Người ra giá vẫn nhiều như cũ, một món thượng phẩm pháp khí có giá hơn 1.000 khối linh thạch, đắt hơn cũng có thể bán 3-4.000. Vương Trường Sinh suy nghĩ thoáng chốc rồi giơ lên lệnh bài đấu giá trên tay, hô lớn, 2.000. Hắn trực tiếp bỏ thêm 600 khối linh thạch, người ra giá lập tức ít hơn phần nửa. Lại tăng giá thêm 2 lần, Vương Trường Sinh lấy giá 2.500 khối linh thạch, mua về Tử Dương Lô. Một thị nữ trẻ tuổi mang một cái khay lên trên đài cao, trên khay có 3 bình sứ màu đen lớn bằng bàn tay. 3 tinh hồn của nhị giai thượng phẩm yêu thú. Lần lượt phân biệt là Nhân Diện Chi Chu, Thanh Nguyệt Lang, Băng Giao. Tách ra bán đấu giá, giá quy định 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể dưới 100 khối linh thạch. 500, 600, 700. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt, tinh hồn yêu thú nếu luyện nhập vào bên trong pháp khí, có thể biến hóa công kích, bành trướng uy lực. Vương Trường Sinh vẫn luôn muốn luyện nhập một tinh hồn yêu thú vào Huyền Băng Kỳ. Nhưng mãi không gặp được tinh hồn yêu thú tốt. Tinh hồn yêu thú dùng để luyện chế nhị giai khôi lỗi thú đều là tinh hồn của yêu thử, yêu trừ. Lúc trước hắn đã thử đem tinh hồn yêu thú luyện nhập, sau nhiều lần thất bại thì đã có thể thành công rồi. Nếu có thể mua được một cái tinh hồn yêu thú nhị giai thượng phẩm, có thể đề cao thực lực của hắn. Trải qua nhiều lần tăng giá, Vương Trường Sinh lấy 1.800 khối linh thạch, mua được tinh hồn của Băng Giao. Huyền Băng Kỳ là trung phẩm pháp khí, có thêm tinh hồn Băng Giao này. Một lần nữa luyện chế, rất có khả năng sẽ tăng lên tới thượng phẩm. Tiếp đến, lục tục xuất hiện nhiều món nguyên liệu luyện khí. Vương Trường Phong lấy 1.200 khối linh thạch, mua được một hộp ly hỏa sa. Ly hỏa sa là nguyên liệu luyện khí nhị giai thượng phẩm, có thể dùng để luyện chế thượng phẩm pháp khí. Sau khi bán đi một bộ phi kiếm, tươi cười trên mặt Đỗ Triển Nguyên càng sâu, nói tiếp. Kế tiếp là thời gian bán đấu giá những vật phẩm quan trọng. Chúng ta đã chuẩn bị 10 món vật phẩm chân quý cho hội đấu giá lần này. Một thị nữ trẻ tuổi cầm một cái khay màu đỏ đi lên đài cao, trên khay có 5 bình sứ màu vàng. 5 bình thú thổ chân sát, đây là địa sát khí. Có tác dụng lớn đối với thuộc tính pháp thuật hệ thổ. Tách ra bán đấu giá, giá quy định 1.000 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể dưới 100, 1.000, 1.200, 1.300. Cạnh tranh 10 phần khốc liệt, tiếng tăng giá không ngừng vang lên bên tai. 5 bình thú thổ chân sát, phân biệt lấy 8.200, 8.500, 8.800, 8.600, 8.900 khối linh thạch mà bán ra. Vương Trường Sinh lấy 1.700.000 khối linh thạch, mua được 2 bình thú thổ chân sát. Chương 198, sơ hình pháp bảo. Vương Minh Trung tu luyện thuộc tính công pháp hệ thổ. Nếu đại chiến nổ ra, Vương Trường Sinh muốn mua nhiều trúc cơ linh vật một chút, gia tăng thực lực gia tộc. Món đấu giá phẩm thứ hai là 3 viên nhị giai thượng phẩm đan dược chú nhan đan. Nghe nói ai ăn vào đan dược này có thể giữ mãi thanh xuân. Đan dược này đối với tu luyện không có tác dụng gì, nhưng rất được phái nữ yêu ái. Uông Như Yên dùng 5.000 khối linh thạch mua được một bình chú nhan đan. Nàng tự mình lên đài đưa linh thạch. Khoảnh khắc lấy được bình chú nhan đan về, sắc mặt thập phần vui vẻ. Món đấu giá phẩm thứ ba là trúc cơ đan. 3 viên trúc cơ đan, cạnh tranh kịch liệt, Vương Trường Sinh có thể mua được một viên. Món đấu giá phẩm thứ tư là một nhị giai hạ phẩm thanh phong báo. Linh thú có thể dùng để bảo hộ tộc nhân, làm hộ tộc linh thú. Linh thú sống lâu hơn người tu tiên, hơn nữa da thô thịt dày, được không ít người tu tiên tranh giành. Sau nhiều lần tăng giá, con thanh phong báo này được bán với giá 30.000 khối linh thạch, được Phương Tử Hư mua về. Phương Tử Hư xuất thân là gia tộc tu tiên, nhiều vị tộc nhân là đệ tử thiên binh môn. Món vật phẩm đấu giá thứ 5 là một bộ khí cụ bày trận nhị giai thượng phẩm ly hỏa trận. Lấy giá 50.000 khối linh thạch bán ra, được Uông Như Yên mua về.
Đỗ Triển Nguyên lấy ra một hộp gỗ màu vàng, từ trong đó lấy ra một vật thể màu bạc lớn bằng trứng chim. Một khối tam giai hạ phẩm ngân tinh, đây là nguyên liệu luyện chế pháp bảo, cũng có thể dùng để luyện chế bản mạng pháp khí. Giá quy định 3.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể dưới 1.000 khối linh thạch. 3.000, 4.000, 5.000. Một gian phòng tại lầu 2, có một nho sinh trung niên ngồi ở bên cạnh bàn. Bên người hắn đứng vài người nam nữ trẻ tuổi mặt mày thanh tú. Nho sinh trung niên là viện trưởng của Bạch Lộc Thư viện Lý Thế Hiển, Kim Đan tầng 7. Ở đối diện hắn, chính là Lý Dương của Thanh Dương Tông. 7 lượng ngân tinh, ít nhất phải tới vài năm mới có thể luyện chế ra. Cũng là khó có được, 10 món bảo vật bán đấu giá, hiện tại mới là món thứ 6. Cũng không biết món bảo vật bán đấu giá thứ 10 là cái gì. Đúng là mỏi mắt mong chờ, nhưng Ngụy Quốc mở đấu giá hội quy mô này, có thể là sẽ có mưu đồ khác. Lừa chúng ta tới tham gia đấu giá hội, sau đó hạ độc thủ. Mấy năm nay, Ngụy Quốc hạ thấp yêu cầu thu nhận đệ tử, tuyển nhận lượng lớn đệ tử. Loại tình huống này, xem ra là muốn khai chiến. Tống quốc chúng ta gần kề Ngụy Quốc, rất có khả năng trở thành mục tiêu của Ngụy Quốc. Nếu chúng ta thiếu vài vị kim đan kỳ tu sĩ, nếu đúng là Ngụy Quốc xâm nhập, sẽ thuận tiện hơn một chút. Lý Thế Hiển mặt lộ vẻ lo lắng. Lý Dương lạnh nhạt cười nói, Thế Hiển huynh lo lắng nhiều rồi. Muốn đánh đường đường chính chính đánh, còn nếu Ngụy Quốc mượn đấu giá hội để hạ độc thủ với chúng ta, thì thanh danh sẽ bị thối. Đương nhiên bọn họ hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy. Chúng ta dám đến, tự nhiên là có chỗ dựa vào. Ngụy Quốc nếu có điều sằng bậy, không hẳn là tốt. Hắn mang theo toàn bộ bảo vật Chấn Tông, đương nhiên tràn ngập, tự tin. Điều này cũng đúng, nhưng từ đầu đến cuối chúng ta cũng không nghĩ ra được. Ngũ Tông Ngụy Quốc tổ chức đấu giá với quy mô lớn để làm chi? Có chỗ tốt gì? Hay chỉ là vì thu hút dòng người? Mà một lần đấu giá hội, sao có thể thu hút dòng người nhiều vậy? Đấu giá hội chấm dứt, còn không phải đều về các gia. Đáp án sẽ nhanh được công bố, 1 vạn. Cạnh tranh mua tam giai tài liệu 10 phần kịch liệt. Khối ngân tinh nặng 7 lượng này cuối cùng đã được bán với giá 6 vạn khối linh thạch, bị Uông Hoa Sơn mua đi. Tam giai hạ phẩm yêu đan thuộc tính hỏa, vật ấy là luyện đan tài liệu tốt nhất. Giá quy định 3.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1.000 khối linh thạch. Đỗ Triển Nguyên chỉ vào một cái hộp gỗ nói. Bên trong hộp gỗ là một viên cầu màu đỏ lớn bằng quả trứng chim. Tam giai yêu thú tương đương với kim đan kỳ tu sĩ đã sinh ra một tia linh trí, rất khó diệt sát. Tam giai yêu đan, giá trị không thua gì so với linh dược 500 năm. Cái gì? Tam giai yêu đan? Các ngươi sao lại có thể xuất ra một viên tam giai hạ phẩm yêu đan? Một gian phòng khách trên lầu 3 truyền đến một thanh âm của nam, xen lẫn ngạc nhiên và vui mừng. Không dối gạt gì tiền bối, viên yêu đan này đúng là tam giai, nhưng lúc diệt sát hao phí lượng thời gian lớn, yêu lực của yêu đan hao hơn phân nửa. Viên hỏa yêu đan này phẩm chất không phải là đặc biệt tốt, nhưng dùng để luyện chế tam giai đan dược vẫn không thành vấn đề. Thì ra là thế, lão phu nói rồi, tam giai yêu thú rất khó để diệt sát, ai mà dễ dàng lấy tam giai yêu đan ra để bán. Thì ra là yêu lực của yêu đan bị hao hơn phân nửa. Dùng để luyện đan thì không thành vấn đề, nhưng hiệu quả thì thấp hơn một chút. Cho linh thú dùng cũng không tồi, lão phu ra giá 5 vạn. Tuy yêu lực bị tiêu hao hơn phân nửa, nhưng dù sao cũng là tam giai yêu đan. Nhiều vị kim đan kỳ tu sĩ tham dự cạnh tranh, hăng hái ra giá. Cuối cùng một vị kim đan tu sĩ ở lầu 3 mua đi với giá 5 vạn khối linh thạch. Trong một gian phòng lầu 3, một lão giả hoàng bào cao cao gầy gầy cầm trên tay một cái hộp gỗ màu đỏ, bên trong có một viên viên cầu màu đỏ. Khóe miệng hắn lộ ra chút châm chọc, buông hộp gỗ xuống. Đỗ Triển Nguyên giơ một tấm phù triện, trên mặt ngân quang lập lòe. Phù triện màu bạc mặt ngoài trải rộng nhiều phù văn lớn nhỏ, tỏa ra một cỗ linh khí kinh người. Bảo vật thứ 8 bán đấu giá, tam gia hạ phẩm phù triện lưỡng nghi thiên cương phù. Phù này là linh phù phòng ngự, lực phòng ngự không hề kém hơn so với nhất giai pháp bảo phòng ngự. Giá quy định 5.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 2.000. Tam giai phòng ngự phù triện, ánh mắt Vương Trường Sinh có chút lửa nóng. Hiện tại hắn ngay cả một món phòng ngự pháp khí đều không có. Tấm tam giai phòng ngự phù triện này, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn căn bản không thể cạnh tranh. Tấm lưỡng nghi thiên cương phù này được bán ra với giá 7 vạn khối linh thạch.
Tam giai trung phẩm viêm hỏa cáp là một tấm da thú, nhưng lại dùng để luyện chế pháp bảo thuộc tính hỏa. Giá quy định 1 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1.000. Đỗ Triển Nguyên cầm trên tay một tấm da thú màu đỏ có nhiều nếp nhăn. Bên ngoài tấm da thú được bao bọc bởi một tầng hồng quang. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 199, Thanh Ngọc Đan, 1. Tam giai trung phẩm gia thú thuộc tính hỏa. Vương Trường Phong vẻ mặt hâm mộ, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm gia thú trên tay Đỗ Triển Nguyên. 1 vạn, 1 vạn 2, 1 vạn 3, lão phu ra 2 vạn. Thanh âm của một vị khách ở gian phòng khách lầu 3 đột nhiên truyền đến. Vương Trường Sinh nhận ra được giọng nói này, người này vừa rồi mua được tam giai yêu đan, hiện tại lại ra giá 2 vạn để lấy được tam giai gia thú, thật sự là giàu có. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt, cuối cùng tấm gia thú này được bán với giá 5 vạn 5.000 khối linh thạch. Còn lại một món bảo vật cuối cùng được bán đấu giá, chúng tu sĩ ở đây rất tò mò. Không biết món bảo vật cuối cùng được bán đấu giá là vật phẩm gì đây? Đỗ Triển Nguyên vỗ túi chữ vật, một đạo hoàng quang từ trong đó bay ra. Đây là một mặt thuẫn bài màu vàng lớn bằng bàn tay. Đỗ Triển Nguyên dùng một đạo pháp quyết đánh vào mặt trên, thuẫn bài màu vàng hình thể tăng vọt đến vài trượng. Thuẫn bài màu vàng được bao bọc một tầng hoàng quang, mặt ngoài của thuẫn bài có khắc một hình lang thủ trông rất sống động, tỏa ra một cỗ linh khí dao động đến kinh người. Pháp bảo sơ hình thổ lang thuẫn, mọi người đều biết. Cấp bậc trên pháp khí chính là pháp khí bản mệnh, trên pháp khí bản mệnh là pháp bảo sơ hình, sau đó mới đến pháp bảo. Mặt thổ lang thuẫn này dùng tam giai thượng phẩm ngọc lỗi thạch cùng nhiều loại tam giai tài liệu luyện chế mà thành, cũng có thêm một khối thú thổ thạch. Thú thổ là thiên địa linh vật thuộc tính thổ. Bảo vật này trong lúc luyện chế xuất hiện sai lầm, lúc này mới không thể luyện chế theo luật cũ, mà chuyển thành pháp bảo sơ hình. Giá quy định 5 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 5.000. Cái gì? Pháp bảo sơ hình thuộc tính thổ. Từ gian phòng khách lầu 3 truyền đến một thanh âm ngạc nhiên đan xen vui mừng. Cửa phòng mở ra, một người nam trung niên mặc cẩm bào màu vàng đi ra. Người nam trung niên mặt sỗ, dáng người ục ịch, bụng trướng phình giống như một cái bóng cao su lớn vậy, hai mắt híp lại thành một khe hở hẹp. Người nam mặt sỗ thả người phi xuống trên đài cao, đưa tay chụp lấy tấm thuẫn bài màu vàng. Đỗ Triển Nguyên nhướng mày nói, tiền bối, ngươi, cút. Người nam mặt sỗ trừng mắt liếc Đỗ Triển Nguyên một cái, một cỗ linh áp, cường đại từ trên người này bay ra, bước thẳng đến Đỗ Triển Nguyên. Đỗ Triển Nguyên lùi lại vài chục bước, sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hoàng mặt sỗ, ngươi muốn quấy rối sao? Nơi này là Ngụy Quốc, không phải Sở Quốc, không dung ngươi làm càn. Một đạo thanh âm lạnh lùng của người nam chợt vang lên. Một nho sinh thanh sam mặt chữ Hán phi xuống đài cao, ánh mắt lạnh như băng nhìn người nam mặt sỗ. Người nam mặt sỗ nhìn thấy nho sinh thanh sam giống như con chuột nhìn thấy mèo vậy. Ngượng ngùng cười, thu lại lòng bàn tay đầy thịt của mình rồi dùng một giọng điệu nịnh nọt nói. Tôn đạo hữu nói đùa, hoàng mỗ nào dám quấy rồi, chỉ là nhìn thấy pháp bảo sơ hình này, nhất thời kích động mà thôi. Đạo hữu cũng biết, hoàng mỗ chỉ là một tán tu, nhưng không thể so với tông môn tu sĩ các ngươi. Nhìn thấy cảnh này, đại bộ phận tu sĩ ở đây trợn mắt há mồm. Cả hai người đều là kim đan kỳ tu sĩ, vì sao người nam mặt sỗ lại e ngại nho sinh thanh sam? Người nam mặt sỗ vừa rồi lời nói đối với Đỗ Triển Nguyên rất lạnh nhạt. Vừa thấy nho sinh thanh sam đến, liền thay đổi biến thành một người khác, tựa như hoàn toàn không cần mặt mũi nữa. Nho sinh thanh sam trong mắt hiện lên một chút thần sắc chán ghét, lạnh nhạt nói, kích động cũng phải xem khi nào thì nên. Đi xuống, mua được thổ lang thuẫn này thì mới lên. Người nam mặt sỗ ngượng ngùng cười, bay trở về lầu 3. Nho sinh thanh sam nhìn về phía Đỗ Triển Nguyên dặn dò nói, Đỗ sư điệt, ngươi tiếp tục. Vâng, tôn sư bá. Pháp bảo sơ hình thổ lang thuẫn, giá quy định 5 vạn, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 5.000. 5 vạn, 5 vạn rưỡi. 7 vạn. Sơ hình pháp bảo cạnh tranh 10 phần kịch liệt, không đến 10 lần tăng giá, giá đã dâng lên đến 10 vạn. Người nam mặt sỗ do dự, mở miệng hô, ta ra 15 vạn. Hắn trực tiếp bỏ thêm 5 vạn linh thạch, quả là tài đại khí thô. Nho sinh thanh sam nhướng mày, lạnh lùng nói, hoàng mặt sỗ,
ngươi lấy ra được nhiều linh thạch ra như vậy sao? Nếu không lấy ra được, chỉ sợ hôm nay ngươi không đi ra được nơi này. Hắc hắc, Hoàng Mỗ nếu dám mở miệng, tự nhiên sẽ có thể lấy ra. Người nam mặt dỗ cười nói hắc hắc, trong lời nói tràn ngập sự tự tin. Nực cười, ai chẳng biết người là Hoàng Phú Quý người giết tài. Ngươi có thể kim đan đã là chuyện vạn hạnh, còn có thể lấy ra 15 vạn linh thạch. Gian phòng lầu 3 truyền đến một đạo thanh âm của nam, giọng điệu tràn ngập châm chọc. Đối với loại này, Hoàng Phú Quý cũng không thèm để ý, cười ha ha nói, Đỗ Tiểu Hữu không phải nói sao. Người trả giá cao nhất, Hoàng Mỗ nếu lấy không ra linh thạch, Lý Đạo Hữu cũng sẽ không để cho tại hạ bình yên rời khỏi nơi này. 16 vạn, 16 vạn 5 ngàn, 17 vạn. Hoàng Phú Quý cắn răng một cái, trầm giọng hô, 20 vạn, vị đạo hữu nào có thể ra được giá cao hơn, Hoàng Mỗ sẽ xoay người bước đi. Á, 20 vạn linh thạch cũng đủ để cho người khác phải câm miệng. 20 vạn. Hừ, ta thật sự muốn nhìn thấy ngươi như thế nào mà lấy ra được 20 vạn linh thạch. Hoàng Phú Quý phi xuống đài cao, lấy ra một cái bình sứ màu xanh cùng một cái hộp màu vàng, cao giọng nói, Hoàng Mỗ trên người không có nhiều linh thạch như vậy, xuất ra hai kiện này để bán đấu giá. 5 viên tam giai thượng phẩm đan dược thanh ngọc đan, đạo hữu tu luyện công pháp thuộc tính mộc không cần bỏ lỡ. Còn có một khối kim canh thạch này là tam giai hạ phẩm luyện khí tài liệu, chuyên dùng để luyện chế pháp bảo. Cái gì? Tam giai thượng phẩm thanh ngọc đan? Ngươi sao có khả năng lấy ra tam giai thượng phẩm đan dược? Nho sinh thanh sam sắc mặt khẽ biến, tiến lên hai bước. Tam giai thượng phẩm đan dược, thích hợp cho kim đan kỳ tu sĩ kim đan tầng 6 trở lên dùng. Hắc hắc, tôn đạo hữu lại không biết Hoàng Mỗ đang làm gì, nếu ngươi không tin, cứ thoải mái mà cầm lên nghiệm chứng. Hoàng Phú Quý run cổ tay lên, bình sứ màu xanh rời tay, vững vàng dừng lại ở trên tay nho sinh thanh sam. Nho sinh thanh sam từ trong đó đổ ra một viên thuốc màu xanh, cẩn thận xem xét, để cạnh mũi nhẹ ngửi một chút. Không sai, là tam giai thượng phẩm đan dược, nhưng tỷ lệ có chút kém, đã cất giữ nhiều năm rồi, dược liệu cũng không phải tốt lắm. Chương 200, Thanh Ngọc Đan, 2. Cũng không thể nói như vậy, tôn đạo hữu mặc kệ nói như thế nào. Nhưng tam giai thượng phẩm đan dược này nếu không phải Hoàng Mỗ tu luyện công pháp không phải thuộc tính mộc thì sẽ không xuất ra bán đấu giá. 5 viên thanh ngọc đan giá quy định 5 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 5 ngàn. 5 vạn 5, 6 vạn, 6 vạn 5. Bình tam giai thượng phẩm đan dược này cạnh tranh 10 phần kịch liệt, cuối cùng được một vị kim đan kỳ tu sĩ mua đi với giá 11 vạn. Lý Thế Hiền trên mặt lộ vẻ cười thản nhiên, hai ngón tay mang theo một viên thuốc màu xanh. Không nghĩ tới lần này có thể có được một lọ thanh ngọc đan, Hoàng Phú Quý vận khí hắn cũng quá tốt rồi. Hắn hẳn là đã phát hiện động phủ của tu sĩ kim đan đã tọa hóa. Nếu không cũng không có khả năng có được tam giai thượng phẩm đan dược, dù sao thì hắn cũng chỉ là một gã tán tu. Lý Dương gật đầu nói, hẳn là vậy, nghe nói hắn nguyên bản chỉ là một tên lưu manh vô lại ở thế tục, là lãnh đạo một đội trộm mộ. Sau này cơ duyên xảo hợp được đến công pháp tu tiên, cứ mơ hồ như vậy mà trở thành người tu tiên. Nơi nơi tìm kiếm tu sĩ động phủ của tu sĩ đã tọa hóa. Người này bắt nạt kẻ yếu, hầu như không có mấy tu sĩ cùng cấp để hắn vào mắt. Mấy năm trước, người này đột nhiên tiến vào kim đan kỳ, để cho những tu sĩ trúc cơ quen biết hắn chấn động một hồi. Có người đoán là hắn phát hiện được động phủ của kim đan kỳ tu sĩ đã tọa hóa, có được tài lộc, lúc này mới có thể tiến vào kim đan kỳ. 5 viên thanh ngọc đan này nhìn giống như là được giữ lâu lắm rồi. Cẩn thận mà nghĩ, sau khi trở về vẫn là nên thỉnh Trần Đạo Hữu giúp ngươi kiểm tra một chút. Trần Đạo Hữu là cốc chủ Dược Vương Cốc, tinh thông luyện đan thuật, nếu hắn nói không thành vấn đề vậy khẳng định là không có vấn đề. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng Ngũ Tông Ngụy Quốc tổ chức trận đấu giá hội này, trước mắt còn không nhìn ra được động cơ của bọn họ. Đột nhiên lại muốn làm một đấu giá hội quy mô lớn như vậy, nếu có nhiều quốc gia liên hợp tổ chức ta cũng không kỳ quái. Hoàng Phú Quý xuất ra hai loại tài liệu, thanh ngọc đan bán ra với giá 11 vạn linh thạch, kim canh thạch thì được bán với giá 4 vạn khối linh thạch. Sau khi hắn thanh toán linh thạch, lòng tràn đầy vui mừng thu hồi thổ lang thuẫn. Đỗ Triển Nguyên lui sang một bên, nho sinh thanh lam tiến lên hai bước, chắp tay về hướng trên lầu nói, đấu giá hội đến đây chấm dứt. Ngũ Tông chúng ta tổ chức đấu giá hội lần này là hy vọng cùng các vị đạo hữu trao đổi tài liệu.
trúc cơ tu sĩ có thể rời khỏi, những đạo hữu có ý tham gia trao đổi có thể lưu lại. Lý Dương bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng nói, thì ra là muốn mượn đấu giá hội để trao đổi tài liệu, trách không được sẽ tổ chức đấu giá hội quy mô lớn như vậy. Dù kim đan kỳ tu sĩ năm sáu quốc tới tham gia, xuất ra mấy thứ tam giai tài liệu để hấp dẫn nhiều kim đan kỳ tu sĩ tham gia như vậy. Ngũ tông ngụy tông bản tính thực toàn vẹn. Nếu đã đến đây, vậy tham gia đi, nói không chừng có thể thu hoạch thêm. Nghe xong lời nho sinh Thanh Sam nói, Vương Trường Sinh cùng trúc cơ tu sĩ lục tục rời khỏi. Trận đấu giá hội này, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong được mở rộng tầm mắt. Có chút tiếc nuối là, Vương Trường Sinh chỉ mua được hai bình thú thổ chân sát, Vương Minh Trung tu luyện cách thổ quyết, có thể lợi dụng thú thổ chân sát đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Còn về việc có thành công hay không thì phải xem vận khí của hắn. Sau khi rời khỏi Bách Bảo Lâu, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong đi mua một ít luyện khí tài liệu. Quay lại chỗ ở, Vương Trường Sinh vỗ túi trữ vật, Tử Dương Lô từ trong đó bay ra, dừng ở trước người hắn. Hắn há mồm phun ra một cỗ tinh khí, chợt lóe lướt qua nhập vào bên trong Tử Dương Lô, cũng đánh mấy đạo pháp quyết lên trên. Không qua bao nhiêu lâu, Tử Dương Lô hào quang đại trướng, hình thái dương đồ bên ngoài giống như được sống lại vậy, chớp lên không thôi. Sau hơn 3 canh giờ, Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, Tử Dương Lô quang minh đại trướng, lớn tăng vọt tới vài trượng, linh quang lập lòe. Rốt cuộc cũng luyện hóa xong Tử Dương Lô, có luyện khí lô này ta có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, lẩm bẩm. Hắn chỉ là trúc cơ tầng 3, luyện hóa thượng phẩm pháp khí có chút cố sức. Cũng, may pháp lực hắn có vẻ dư thừa, sau 3 canh giờ rốt cuộc cũng đem Tử Dương Lô này luyện hóa. Sau khi luyện hóa Tử Dương Lô, Vương Trường Sinh lấy ra nguyên liệu luyện khí, chuẩn bị luyện chế pháp khí. Vương Trường Phong gom lại một đám nhị giai luyện khí tài liệu, muốn Vương Trường Sinh giúp hắn chế luyện một món pháp khí. Về phần có thể luyện chế ra được phẩm giai pháp khí gì, liền xem trình độ của Vương Trường Sinh. Hắn nhắm hai mắt lại, ngồi xuống khôi phục pháp lực. 2 canh giờ sau, Vương Trường Sinh cảm giác trạng thái đạt đã đến đỉnh phong, mở hai mắt bắt đầu luyện khí. Hắn dùng một đạo pháp quyết đánh vào trên Tử Dương Lô, Tử Dương Lô nhất thời hào quang đại trướng, theo một trận ù ù tiếng vang, lô chậm rãi mở ra. Hắn đem vài món nguyên liệu luyện khí bỏ vào bên trong Tử Dương Lô, khép lô lại. Hai tay hắn không ngừng bấm niệm thần chú, mấy đạo pháp quyết đánh vào trên Tử Dương Lô. Một tiếng trầm nặng, dưới đáy Tử Dương Lô hiện ra một cỗ hỏa diễm màu tím, bao vây quanh Tử Dương Lô. Trong một gian mật thất, ba nam một nữ đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm, bọn họ lần lượt là Thiên Binh môn Tông Quân Diễn, Ngự Linh môn Đông Thiên Văn, Hoàng Thánh cùng Lý Hải Phong, Thiên Tinh phái Phùng Nguyệt. Bốn người đều là kim đan kỳ tu sĩ, tu vi cao nhất là Lý Hải Phong, kim đan tầng 9. Đấu giá hội cuối cùng đã xong, cũng không biết Lý Dương bọn họ có thể sẽ không mắc mưu. Đồng Thiên Văn cười cười nói, tỷ lệ thành công của chúng ta vẫn rất lớn, Thanh Ngọc Đan quả thật đã được giữ rất lâu, nhưng mà 5 viên Thanh Ngọc Đan đều ngâm qua Mỹ Nhân Lệ. Tuy Mỹ Nhân Lệ là tứ giai độc dược, dùng Mỹ Nhân Hoa ngàn năm làm chủ dược và nhiều loại linh dược trăm năm phối chế mà thành, vô sắc vô vị. Quan trọng nhất là, độc này là độc dược mãn tính. Độc này một khi ăn vào, trong vòng mấy năm không có vấn đề. Cho dù là cốc chủ dược Vương Cốc Trần Hồng Thiên tự mình kiểm tra cũng sẽ không phát hiện được vấn đề. Lý Thế Hiền tu luyện công pháp thuộc tính mộc, đã là kim đan tầng 7, Thanh Ngọc Đan có thể tăng tiến tu vi của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Các nước lân cận, tu sĩ kim đan tầng 7 không đến 20 người, tu luyện công pháp thuộc tính mộc không đến 3 người. Trước đó chúng ta theo chân bọn họ nhìn thấy được, để 5 món bảo vật được bán đấu giá, đều không có thuộc tính mộc. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Thanh Ngọc Đan là Hoàng Phú Quý lấy ra. Hoàng Phú Quý xuất thân sở quốc, Lý Thế Hiền tuyệt đối không thể tưởng tượng được, Hoàng Phú Quý sẽ cùng chúng ta hợp tác. Các bạn vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.